Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Vlog Star Dinsight trong loạt bài hướng dẫn về Just Win. Mình là Việt. Thì ở những bài hướng dẫn vừa qua thì mình đã hướng dẫn cho các bạn làm nào chúng ta tạo được một cái frame để connect đến Oracle về cơ bản nhất. Thì thực ra thì connect đến Oracle và xử lý các cái thao tác liên quan đến database thì nó còn rất nhiều, ví dụ như insert, update và những cái việc tạo ra các bảng mới thì nó còn rất nhiều vấn đề. Ngoài ra thì đối với JTable cũng thế, thì nó có rất nhiều vấn đề khác, thì các bạn mình nghĩ là các bạn nên chủ động để nghiên cứu thêm. Còn mình sẽ dừng lại ở mức độ để hướng dẫn ở như như những bài vừa qua mà thôi. Thì ở bài này mình muốn nói thêm một tí, tức là chúng ta xử lý đối với các cái JTable, tức là chúng ta có thể insert các cái row mới và những cái hoặc là delete những cái row đi sau khi chúng ta đã lựa chọn. Thì bài hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm thế nào chúng ta thực hiện hai cái việc này. Thì đầu tiên chúng ta kéo hai button vào đây, ví dụ như cái này là button 1 và button 2, thì chúng ta sẽ đổi cái code này đi, ví dụ như là bt, cái này là insert đi, một cái nữa là bt delete, ví dụ như này. Thì ở đây chúng ta kéo xuống chọn cái title ở đây, delete, và một cái nữa là insert. Thì như thế chúng ta có hai cái button mới. Thì việc tiếp theo là chúng ta viết hai cái phương thức cho hai cái thằng này nó bắt cái sự kiện khi chúng ta click. Về sự kiện insert thì rất đơn giản, tức là chúng ta muốn là khi mà chúng ta click vào cái nút lệnh insert thì nó sẽ hiển thị thêm một cái row nữa, row trắng để chúng ta có thể nhập các thông tin vào. Thì cái cách này chúng ta sẽ dùng table table model của cái thằng kia chấm với lại add row, nhưng ở đây row này thì chưa có gì, thành chúng ta sẽ new một cái object, new một object như này và một một cái sâu rỗng như thế này là xong. Thì bây giờ chúng ta chạy thử. Ở đây chúng ta connect connect đến với database, connect cái này. Thì ở đây chúng ta create. Thì đây các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái bảng như này, chúng ta ấn insert. Thì khi ấn insert thì một cái row trắng mới nó sẽ thêm vào và chúng ta có quyền thêm dữ liệu vào như này. Tất nhiên là đây khi chúng ta tạo ra đối tượng mới thì chúng ta đã làm cái công việc là cho nó editable bằng true. Thì ví dụ như chúng ta thêm vào như này. Thì đây là cái việc insert. Thì bây giờ tiếp theo là delete. Delete thì chúng ta sẽ chọn các cái row, ví dụ như chọn ấn phím Shift để giữ thêm các row. Thì bây giờ chúng ta ấn đi nút delete này thì nó sẽ làm sao để nhận biết được các cái row này để delete nó đi. Thì cách đơn giản đấy là trong cái table, bản thân cái table của chúng ta, cái TBL data này thì nó có một cái hàm gọi là hàm get row, get selected. Ở đây các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều phương thức get selected. Ở đây có thể chọn theo column hoặc là chọn theo row. Thì ở đây nó có một cái hàm gọi là selected rows, có s đây thì nó sẽ trả về một cái mảng các cái số nguyên, tức là chứa các cái thông tin của cái index của cái row đấy. Thì ở đây chúng ta có thể là selected selected row như này, xong bằng, thì đây là một mảng số nguyên. Thì đấy là về cơ bản. Thì sau khi chúng ta có cái này thì để remove nó đi, chúng ta đặt vào vòng for, for i từ 0 đến selected row chấm len như này. Thì bây giờ remove thì chỉ cần là table model chấm remove remove row, thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái selected row và cái phần tử thứ i của nó. Đây là xong. Giờ chúng ta chạy thử. Thì ví dụ chúng ta chọn vào cái hàng thứ hai của America đây, chúng ta delete thì nó mất, delete cái hàng thứ tư đi mất, insert insert thì chúng ta delete tiếp thì nó cũng sẽ mất những cái hàng này, hoặc là chúng ta chọn nhiều cùng một lúc delete thì đấy, chọn nhiều bị lỗi thì cái này chắc là do cái index ở đây. Thì cái này để mình xem nào. Index selected row. À đúng rồi, bởi vì khi này cái này nó đã bị biến mất. Đã bị, thì tốt nhất là khi chúng ta select này, nếu các bạn muốn xử lý được thì các bạn phải update liên tục khi chúng ta delete, hoặc nếu mà có một cái nữa thì chúng ta set cái listen listen khi selection listener ấy, thì chúng ta select để cho nó chọn chế độ single, tức là chúng ta chỉ chọn một row một thôi thì để delete. Thế là về cái cách làm chúng ta. Thì ở bài tutorial này thì mình sẽ dừng lại cái việc một trong một cái series hướng dẫn về cái JTable và connect đến Oracle, mình sẽ dừng lại ở đây chứ mình không làm thêm các cái tutorial khác nữa.
Trong thực tế thì khi mà chúng ta connect đến một cái table như này và chúng ta muốn edit hoặc là insert nó vào thì các bạn sẽ có một cái form thứ ba, form tiếp theo. Tức là khi chúng ta click vào như này thì nó sẽ có một cái form nó map với tất cả các trường này và nó hiển thị ra các cái frame và cho người dùng edit hoặc là insert vào. Thì đấy là những cái công việc mà thông thường đối với lập trình giao diện. Thì về database, connect đến database qua Java thì nó có một cái frame gọi là Hibernate, thì các bạn có thể nghiên cứu thêm để sử dụng. Thì chúng ta không cần phải làm những công việc bằng tay này. Thì sau này nếu mà khi có thời gian thì mình có thể hướng dẫn các bạn thêm về cái Hibernate đấy. Thì đấy là về tất cả những gì mà mình hướng dẫn cho các bạn ở cái loạt bài hướng dẫn về Oracle và Gtable. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các cái bài hướng dẫn tiếp theo của Blockstar Dinsight.